chị yến có người chồng vô tâm vô tình thường xuyên ăn nhậu say xỉn không quan tâm gia đình con cái lại có tính cập cằn thô lỗ sau nhiều lần khuyên can chồng chị vẫn chứng nào thật nấy quá chán nản với cuộc sống không biết tương lai như thế nào lại sợ con bị ảnh hưởng bởi lối sống buông thả của người cha chị yến muốn đơn phương yêu cầu ly hôn chị đề nghị cho biết tòa án căn cứ vào lý do nào để giải quyết cho ly hôn thì theo Điều 56, Luật Hôn Nhân và Gia đình số 52 trên 2014, trên QH H13, quy định về ly hôn theo yêu cầu của một bên như sau. Thứ nhất, khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành, thì tòa án giải quyết cho ly hôn. Nếu có căn cứ về việc vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Thứ hai, trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì tòa án giải quyết cho ly hôn. Thứ ba, trong trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ, thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia. Như vậy, có 3 căn cứ để tòa án giải quyết cho ly hôn tương ứng với ba trường hợp như trên đối với trường hợp của chị yến tòa án sẽ giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền nghĩa vụ của vợ chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng đời sống chung không thể kéo dài mục đích của hôn nhân không đạt được